Xin chào quý chị và bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt em đây, như anh chị có thể thấy, đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn màu đen. Thì trong view này thì em xin phép cập nhật đến anh chị cái chính sách của Tucson trong nửa cuối tháng 3 cũng như đầu tháng 4 2023. Thì Tucson là một chiếc xe trong phân khúc gầm cao hạng C, nó là xe phân khúc CUV dòng crossover ạ. Như anh chị có thể thấy, đây là cái phiếu được tạp chí VN Express bình chọn Tucson là chiếc xe của năm 2022 trong phân khúc CUV hạng C. Về giá bán thì hiện tại Tucson bên em bản tiêu chuẩn đang được cho bán mức giá đó là chỉ khoảng 815 triệu so với mức giá niêm yết là 845 triệu. Thì chiếc xe này hiện tại đang được giảm giá khoảng 30 triệu so với giá niêm yết. Và giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang cho anh chị nó rơi vào khoảng chỉ có hơn 900 triệu đồng một chút. Và quà tặng được tặng cho anh chị đó là phim kích nhiệt, trải sàn da và bọc vô lăng. Trên phiên bản tiêu chuẩn này bên em có sẵn những cái màu như là màu đen này, màu đỏ và màu trắng giao cho anh chị. Phiên bản đặc biệt thì bên em có giá đó là 955 triệu giá niêm yết và giá bán bên em là 920 triệu được giảm 35 triệu. Phiên bản turbo thì là đang được giảm khoảng 20 triệu là 1 tỷ 055, giảm còn 1 tỷ 035. Và phiên bản túc xăng dầu là 1 tỷ 060, giảm còn 40 triệu, còn 1 tỷ 020 triệu. Thì mời anh chị tham quan nội thất của Tucson. Thì với tông màu đen và trần ở đây thì nó là trần màu sáng, thì cho cảm giác chiếc xe màu đen nội thất rất là sạch. Trần thì là tạo cảm giác nó rộng rãi và thoáng. Trên chiếc Tucson tiêu chuẩn này thì đã bao gồm những công nghệ như là đèn nổ từ xa, rồi thì có gói giãn tốc độ và ga tự động cruise control. Cũng có được trang bị đèn tự động, nhưng mà rất tiếc là chiếc xe này thì chỉ có công nghệ đó là đèn halogen kiểu chiếu qua bóng chiếu projector. Và đặc biệt thì trên Tucson thì đã hoàn toàn được trang bị đó là phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold tất cả các phiên bản ạ. Và bên em được trang bị thêm đó là phiên bản hỗ trợ đổ đèo. Ở trên chiếc Tucson từ bản tiêu chuẩn thì của anh chị đã có những cái công nghệ như là điều hòa tự động hai vùng độc lập và có màn hình giải trí trung tâm với kích thước là 10.25 inch. Thì trên chiếc màn hình này thì cũng có những cái công nghệ đó là tích hợp vào kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto và đặc biệt có tính năng Google Map định vị dẫn đường do Hyundai thành công phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Xe thì được trang bị với số túi khí đó là 2 túi khí. Trên phiên bản đặc biệt trở lên thì được trang bị đó là 6 túi ạ. Và cửa gió điều hòa thì cũng sẽ được trang bị cho hàng ghế phía sau. Nhưng chị, ở đây chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa. Loa thì được trang bị đó là 6 loa. Còn trên phiên bản cao cấp, đặc biệt đến cao cấp thì là 8 loa bow, loa cao cấp. Thì anh chị có thể thấy là hàng ghế sau của Tucson rất là rộng. Anh chị có thể nhìn và thấy độ ngả lưng ghế cũng rất là tốt, giúp cho anh chị ngồi thoải mái này. Và có không gian rộng cho hàng ghế phía sau, cũng như là độ ngả lưng ghế tốt thì giúp anh chị đi những cái cung đường dài, nó rất là sảng khoái và hạn chế được cái sự mệt mỏi. Đến với phần cụm đèn hậu thì chúng ta sẽ có cụm đèn hậu dạng LED kéo dài từ bên trái qua bên phải, cụm dạng LED nhanh hổ rất là thể thao và mạnh mẽ cá tính. Cảm biến cũng được trang bị 4 cảm biến gồm 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến góc cho phần phía đuôi xe. Xe thì được trang bị cam lùi cho phiên bản tiêu chuẩn và được trang bị camera 360 cho phiên bản đặc biệt trở lên. Phần cốp xe thì theo đánh giá của nhà sản xuất thì cái cốp này là rộng nhất phân khúc với thể tích lên đến khoảng gần 600 lít. Đó, thì cốp xe rất là rộng, cũng có những cái cổng sạc 12V 180W tiện ích cho anh chị khi mà anh chị sử dụng những cái chuyến đi phượt hoặc là sử dụng những cái công nghệ điện tử thì mình có thể để sau cốp mình sạc. Đến phần đầu xe một chút thì em xin giới thiệu xe thì được trang bị phần là la răng, đó là la răng 17 inch cho phiên bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt.
dầu đặc biệt và xăng đặc biệt là La Răng 18 inch và La Răng 19 inch thì được trang bị trên phiên bản Tucson 1.6 turbo. Tất cả các xe Tucson thì đều được trang bị cụm đèn LED định vị ban ngày hình cánh chim, tạo cảm giác rất là thanh thoát và thể thao cá tính. Đây là cụm đèn của xe, thì như em đã nói thì đèn của xe là cụm đèn halogen kiểu chiếu projector có bóng bi, còn từ phiên bản đặc biệt trở lên thì đã bao gồm đèn full LED có công nghệ là hỗ trợ tính năng bật tắt thông minh khi gặp xe đối diện. Thì về tổng quan thì Tucson vẫn là một mẫu xe trong phân khúc xe hạng C được khách hàng ưa chuộng, với chiều dài, chiều rộng, chiều cao tổng thể tốt và cực kỳ là mạnh mẽ và cá tính. Nó một chiếc xe với thiết kế bắt mắt, thì anh chị quan tâm đến Hyundai Tucson thì vui lòng xin liên hệ số điện thoại em Tuyền, em để trên màn hình. Ngoài ra thì hiện tại thì chính sách trả góp của hãng cũng được hạ cái lãi suất của ngân hàng xuống, thì với mức lãi suất rơi vào khoảng 0,85 đến 0,9% một tháng, và thời gian vay tối đa cho anh chị đó là 8 năm, cũng như là cái phần trăm vay tối đa là 80% giá trị xe, thì hoàn toàn anh chị có thể sử dụng chiếc xe Tucson chỉ với đây, chờ em chút em đang tính cho anh chị. Thì chỉ với khoảng 260 triệu là anh chị có thể sử dụng chiếc xe Tucson phiên bản tiêu chuẩn này rồi. Đó, thì mọi lưu ý và cũng như là thắc mắc thì anh chị xin vui lòng comment dưới phần bình luận hoặc là gọi điện trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình. Thì anh chị